Kênh Lê Nguyễn mến chào quý bà con và các bạn nha. Hôm nay tiếp tục trở lại nhà vườn của Dương Nguyễn, có cái lô khoai hoa giấy Mỹ đẹp, chi cành đồ đó rất là đều nha bà con, giá rẻ rẻ. Mời bà con và các bạn cùng gặp Dương để chi tiết hơn nha. Rồi chào Dương. Dạ chào anh Liêm, chào cô chú anh chị đang xem kênh nè. Hôm nay em có một số phoai giấy Mỹ giá rẻ giao lưu với cô chú anh chị. Em cũng có sỉ giá sỉ tại vườn, anh chị nào có nhu cầu thì liên hệ số điện thoại anh Liêm gắn trên màn hình nha cô chú. Đầu tiên là mã số 1 chiều cao là 62, hoành là 20. Cây này em xin giao lưu là 180. Số 1 là 180. Tiếp theo là mã số 2. Chiều cao là 67, hoành ngay đây là 24. Cây này em xin giao lưu là 160. 160 mã số 2. Mã số 3. Tiếp theo là mã số 3. Chiều cao là 62, hoành 21. Cây này em xin giao lưu là 160k luôn, mã số 3. Rồi. Tiếp theo là mã số 4. Chiều cao là 60, hoành là 20. Cây này em xin giao lưu là 160k luôn. 160 mã số 4. Dạ, tiếp theo là mã số 5. Mã số 5 cao là 54, hoành ngay đây là 16. Cây này em giao lưu là 150k luôn. Rồi. Tiếp theo là mã số 6. Mã số 6 chiều cao là 73, hoành là hoành 20. Cây này em giao lưu là 170k luôn. Rồi, 170. Cây dáng rất đẹp luôn mà con ơi. Tiếp theo là mã số 7. Chiều cao là 53, hoành 22. Cây này em xin giao lưu là 160k luôn. 160. Tiếp theo là mã số 8. Chiều cao là 52, hoành ngay đây là 24 nha cô chú anh chị. Cây này em xin giao lưu là 180k luôn. 180k. Rồi. Mã số 8. Tiếp theo là cây mã số 9. Cao 45, hoành cổ ngay đây là 26. Cây này em giao lưu là 170k luôn. Cây này lùng bonsai luôn. Dạ, gửi đặt luôn. Nguyên một củ đặt. Cây này là mã số 9. Tiếp theo là mã 10. Chiều cao là 63, hoành của nó là 24. Cây này em giao lưu là 170k luôn. 170. Mã số 10. Rồi. Tiếp theo là mã 11. Chiều cao là 48, hoành 21. Cây này em giao lưu là 160k luôn. Để sổ quá. Kế tiếp là mã 12. Một rễ bự. Chiều cao là 52, hoành là 23. Cây này em giao lưu là 150k luôn. Cây mã 13. Chiều cao là 59, hoành là 17.
Cây này em giao lưu cô chú anh chị là 160k luôn. Tiếp theo là cây 14. Cao 56. Hoành ngay đây là 24. Cây này em giao lưu 160k luôn. Cây cũ quái. Tiếp theo là cây mã 15. Chiều cao là 59. Hoành 18. Cây này em giao lưu 150 luôn ạ. Mã 15 là 150. Tiếp theo là mã 16. Cao 47. Hoành là hoành 18. Cây này là 160k luôn. Mã 16 160. Tiếp theo là mã 17. Chi cành cái này đều. Dạ, mã 17 chiều cao là 56. Hoành là hoành 18,5 nha cô chú anh chị. Cây này em giao lưu là 160k luôn. Cây 17 là 160k. Tiếp là cây mã 18. Chiều cao là 52. Hoành là 19. Cây này cũng 160k luôn. Tiếp theo là mã 20. Chiều cao là 58. Hoành là 22. Cây này em xin giao lưu 160 luôn. Cây mã 20 160. Tiếp theo là mã 21. Cao 44. Hoành ngay đây là 21 nha cô chú. Cây này em xin giao lưu là 150k luôn. 150. Mã 21. Tiếp theo 22. Dạ. Đây là mã 22. Cây này chi cành nó tứ hướng luôn. Cao là 49. Hoành của nó là 17. Cây này 150k luôn. Mã 22 150. Tiếp là một cây mã 23. Chiều cao là 60. Hoành là 21. Cây này em giao lưu là 160k luôn. Mã 23 là 160k. Tiếp là mã 24. Cao là 60. Hoành 21. Cây này em giao lưu 170k. 170. Tiếp theo là mã 25. Cây này dáng trượt đẹp luôn. Dạ. 25 chiều cao 58. Hoành là 18. Cây này em giao lưu 150. Mã 25 150. Dạ. Tiếp theo là mã 26. Cao là 65. Hoành là 21. Cây này em giao lưu là 160k luôn. Rồi, ok. Cây chi cành còn rất là nhiều. Theo là cây 27. Cây này quái nè. Cây độc lạ luôn nha. Cây 27 này rất là lạ nha cô chú. Ông mua là mình tiếc nha. Vậy bà con làm cây này là chiều cao là 60. Hoành cổ của nó là 18. Cây này em giao lưu là 160k luôn. 160k. Dạ.
Tiếp theo là mã 28. Chiều cao là 55. Hoành 18 luôn. Cây này em giao lưu 160k luôn. 160. Dạ, 160 cho mã 28. Mã 29. Cao là 60. Hoành là hoành 19. Cây này em giao lưu 160 luôn. Cây 29. Rồi. Tiếp theo là mã 30. Chiều cao là 58. Hoành là chỗ này là 25 nghe cô chú anh chị. 25. Dạ, wow. Cây này em giao lưu là 180 luôn. Rồi. Dạ, cây này rất là đẹp. Tiếp theo là mã 31. Chiều cao là 64. Hoành là 22. Cây này là 170k luôn. Cây này chi cành còn nhiều quá con ạ. Dạ, cây này 170 luôn, 331. Rồi. Tiếp theo là một cây lụng lực luôn, mã 32. Cao 49. Hoành là 21,5. Cây này em giao lưu là 160 luôn. 160, mã 32, 160. Rồi. Tiếp theo là mã 33. Cao là 68. Hoành là 16. Cây này em giao lưu là 150k luôn. Mã 33, 150. Rồi. Tiếp là mã 34. Mã 34 cao 60. Hoành là 24. Cây này em giao lưu là 180k nha cô chú anh chị. Cây này chia nhánh rất là đẹp. Mã 34 là 180k. Rồi, 180. Tiếp theo là mã 35. Mã 35 chiều cao là 59. Hoành cổ là 16. Cây này em giao lưu là 150 luôn. Mã 35, 150. Tiếp theo là mã 36. 36. Cao 48. Cây dáng bài. Hoành là 22 nha cô chú. Cây này em giao lưu là 160k luôn. 160. Mã 36, 160 luôn. Rồi. Tiếp theo là mã 37. Một nồi đế luôn. Một chùm đế luôn cô chú anh chị ơi. Cao 48. Hoành là 23. Cây này em xin giao lưu là 180 luôn. Chi cành còn xe là 37 là 180. Tiếp theo là cây mã 39. Cao là 60. Hoành là 17. Cây này em giao lưu là 160 luôn. Rồi. 39, 160. Cây 40. Cao là 52. Hoành là 17. Cây này em giao lưu 150 luôn. Mã 40, 150. Cuối cùng là mã 41 nha cô chú anh chị. Cây dáng lùng lực bonsai. Mã 41, cao 44. Hoành là 20. Cây này em giao lưu là 160k luôn. Rồi. Dạ, cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết clip của em.
Dạ, mấy anh chị có nhu cầu mua sỉ liên hệ số điện thoại của anh Liêm đang ghi trên màn hình nha cô chú anh chị. Dạ, cảm ơn cô chú anh chị. Rồi, mến chào Dương nha. Mến chào bà con và hẹn gặp lại bà con những clip tiếp theo nha. Mọi chi tiết bà con liên hệ với số điện thoại để gặp trực tiếp nhà vườn nha bà con. Ở phía dưới góc trái màn hình. Rồi, chào bà con nha.